là cũng mất việc cũng 3 tháng rồi. Giờ là tiền nhà trọ giờ cũng không có được tiền đủ trả người ta nữa. Giờ khổ rồi, bây giờ phải đi về. Này cũng nhờ ấy nhà trọ đó người ta cũng mời góp cho ít ít mà sống qua ngày vậy thôi. Rồi giờ khổ, giờ hết trụ nổi rồi. Mà phải về quê thôi. Con nhỏ rồi tụi em cỡ này là em không có sữa cho nó bú luôn, hai đứa luôn á. Hai đứa là ngàn lâu lâu cái là bị nhịn đói vài ngày vậy đó. Em hy vọng là chỉ cần là em được về quê thôi. Tại vì ở đây nếu mà khó khăn quá trời là đâu có ai giúp nữa đâu. Rồi, lúc trước thì em mướn nhà trọ ở. Sau này em không có tiền trả nhà trọ nữa, em ở nhờ người ta. Ở nhờ người ta rồi người ta một tay này ta lên làm. Rồi chủ người ta biết. Rồi ở chùi người ta biết cái chửi á, rồi người ta không cho tụi em ở nữa, ép buộc tụi em phải đi. Về Cà Mau thì nó bây giờ về cỡ 8 tiếng, còn bây giờ chặn cái này thì không biết mấy tiếng này. Thường mình về là 8 tiếng, mình cũng sơn nước tự do làm tự do. Bây giờ ở trên này giờ khổ quá, giờ phải về, không có tiền đóng tiền trọ đừng động được hết. Ăn uống thì cũng không có gì đủ để ăn nữa, thôi bây giờ phải về.